với mình thì mình chưa có một cơ hội nào để tham gia cái một cái buổi phỏng vấn, một cái buổi interview của một trường đại học bất kỳ. Khi mà tới với FUV thì mình có nhiều cơ hội hơn để mà hiểu cái giảng viên của mình. Thì mình sẽ học, nếu mình sẽ học, mình có thể đặt câu hỏi hoặc là tương tác rất là... Các thầy cô rất là quan tâm tới học sinh của mình. Các cái giám đốc về học thuật hay là giám đốc về tài chính cũng rất là quan tâm tới học sinh và trao đổi rất là nhiệt tình. Mình nghĩ là vậy. Interview cho trường đại học chưa bao giờ? Em có chưa? Dạ, chưa. Em thấy FUV có cái buổi như thế này thì nó hoàn toàn mới, với cả là thực sự làm cho người khác tò mò, muốn được vào trường. Thì em cũng chưa, cái này cũng là lần đầu em được tham dự cái buổi interview diễn viên. Thì nói chung là em cũng thích cái việc này hơn, tại vì bình thường có nhiều cái môn học á, nói chung bản thân em cũng thích nữa, nhưng mà gặp thêm thầy cô kiểu nó cũng không hợp với mình, rồi nó cũng không hợp với cái cách mình tiếp thu này nọ. Thì nói chung là cái việc tuyển tuyển này nó sẽ thuận lợi hơn nếu mà mình được học như vậy. Em thì chắc chắn là chưa, cái buổi này khá là ấn tượng, tại vì nó chưa bây giờ, mà thật sự bản thân em trải nghiệm thì chưa bây giờ ở thành phố thì không, chưa có trường đại học nào làm như vậy. Thì em hỏi các những người sinh viên ấy đại học thì mình vào thì mình chỉ được nghe giảng từ các thầy cô mà trường đã chọn sẵn cho mình rồi theo lịch, nhưng mà ở đây thì mình lại được phỏng vấn cả thầy cô nó, và thậm chí cái mình đọc lại các trường ở bên Mỹ nữa, mình người ta phỏng vấn mình chứ mình đâu có bao giờ đi lại phỏng vấn ngược lại những người đã học đến bằng tiến sĩ hoặc là giáo sư như vậy. Đối với em thì điều ấn tượng nhất á là cái độ nhiệt tình của những giảng viên. Khi mà giảng viên ví dụ như mình có thể ngồi dưới sàn và giảng viên đi tới từng bạn để mà có bạn đó đặt câu hỏi và giảng viên trả lời trực tiếp đối mặt với lại cái bạn đó, và trong cái buổi học đó thì mọi người cũng đặt câu hỏi cho giảng viên và góp ý cùng để xây dựng ý, thì đó là mình thấy là điều mình ấn tượng nhất. Đó, độ tương tác rất là cao. Chị cũng giống Chí á, tại chị thấy độ tương tác của giảng viên rất là cao. Nhưng mà mấy đứa học đại học ở Việt Nam á, không bao giờ có chuyện là hỏi lại thầy cô, mà kể cả có hỏi thầy cô thì nhất cái gì thầy cô nói là cũng đúng hết. Còn ở đây là khi mà mình nói với người ta là em thấy cái này có vẻ chưa đúng lắm so với cái hiểu biết của em, thì nếu mà người ta cảm thấy là cái này người ta chưa đúng, người ta sẵn sàng nhận sai không. Cái lúc nãy mà chị học á, thì chị thấy là cái cô đó thật sự làm như vậy, chị rất là ấn tượng. Em cũng thấy được là cái sự tận tâm của mọi người ấy, kiểu là người ta sẵn sàng tiến tới hỏi xem là mình có cái câu hỏi hay là mình có khó khăn gì hay là mình chưa hiểu, xong rồi mình thắc mắc, rồi xong họ giảng lại, nếu mình không hiểu thì người ta lại tìm cách khác. Là cái cách mà người ta tiếp cận với mình nó khá là mới và rất là gần gũi. Còn em thấy thì kiểu lúc giờ giáo viên nãy giờ là em lên dự giáo viên thì em thấy hai người đều kiểu đam mê với những cái gì mà mình đang nói á, thật sự là kiểu là muốn truyền cảm hứng cho học sinh của mình, với cả là nói như là họ cũng muốn tương tác học sinh qua lại với nhau, thì nó làm cho cái bầu không khí gì nó sẽ sôi nổi hơn, với cả là học sinh nó dễ động lại được cái kiến thức mà họ đã nói rồi á, thì nó được lâu hơn. Em thì nó đã phá vỡ cái giới hạn giữa người học sinh và giáo viên. Cái quan hệ ở đây không còn là một người hướng dẫn và một người nghe giảng nữa, mà là sự truyền đạt kiến thức từ một người này sang người khác, và cái người dùng kiến thức có thể phản biện lại và chỉ là nói chuyện trực tiếp luôn với người diễn viên, mang cái người diễn viên ra một cái nơi khác, không phải là lớp học nữa, không phải là bàn ghế và bài hát nữa. Em có thể cầm cái ly cà phê, người giảng viên có thể cầm cái ly cà phê với nhau như hai người bạn, và rất là thoải mái chứ không có cái một sự căng thẳng hoặc là gò bó, không biết đâu một ít nào đó giống như khi mà ở trường nữa. Thì cái buổi này rất là ấn tượng, mình đâu có dịp nào mình tiếp xúc với những người giảng viên như vậy.
À, mình có bổ sung thêm một ý là mình thấy rất là ấn tượng ở chỗ là giảng viên không chỉ giảng trong lớp học mà giảng viên còn có thể nó đi ra ngoài, giáo viên có thể đi ra ngoài, không chỉ là học trong giờ học mà là học trong cái cuộc sống của mình nữa. Mình thấy có một hồi nãy là giảng viên ra ngoài và các bạn vẫn rất là thích thú về chủ đề đó và tiếp tục hỏi giảng viên về cái chủ đề đó và giảng viên cũng rất là hào hứng để mà trả lời. Xin đặt câu hỏi thì cũng sẵn sàng nói là cái này là cô với thầy không có biết thì nói chung là mình cũng có thể kiểu trao đổi lại thêm được. Một phỏng vấn này nó mang cái việc học lên ra ngoài lớp, nó học ở mọi nơi, như mình thấy em đi về phía nhà vệ sinh em gặp thầy Mark, thầy em hỏi một câu, thầy vẫn sẵn sàng đứng nói chuyện, thậm chí nếu chỗ đó đâu phải là chỗ để học nữa, thật sự phải học. Đối với em thì cách hỏi và cách học á là cái nó phụ thuộc vào cách học của em. Mình thấy á, khi mà mình hỏi á là mình tò mò về một vấn đề, mà khi mình học á mình đã có câu hỏi thì mình dồn hết tâm sức vào để mình học, mình trả lời được câu hỏi đó thì nó là một cách học mà gọi là hiện đại mà là phù hợp với cái cách học mới bây giờ, mình nó là phù hợp với mình. Chị đồng ý với Chí á. Chị nghĩ là người ta nói câu là đặt câu hỏi đúng thì sẽ có được câu trả lời đúng. Mà làm sao mình biết được câu hỏi của mình là có đúng hay không, thì một điều chị rất thích ở FUV là không có câu hỏi nào là ngốc nghếch hoặc là sai trái hết. Mọi câu hỏi là đều được chấp nhận hết, và chính vì những cái lần sai đó thì người ta trả lời cho mình sẽ biết là cái câu tiếp theo mình nên hỏi là cái câu gì để có được cái chi tiết mà mình cần. Với lại chị nghĩ là bản thân cái việc hỏi nó thể hiện là em có cái tư duy phản biện chứ không chỉ là một chiều tiếp thu kiến thức nữa. Em cũng thấy vậy, chứ là mấy thầy cô với mình hỏi qua hỏi lại xong rồi sau đó mình có thể biết được thêm những cái khía cạnh khác của cái vấn đề, hoặc là mình như kiểu là mình có cái khả năng không phải mình có cái cơ hội để mà mình hỏi vượt xa hơn những cái mà ban đầu mình đã hiểu. Thấy thì kiểu ngay từ đầu là giáo viên đặt ra cái vấn đề đầu tiên rồi xong đó đó là do từ học sinh của mình kiểu nghĩ ra thêm những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề đó, rồi từ đó cũng như học sinh cùng với giảng viên tìm cái câu hỏi đó thì cái việc mà mình ghi nhớ được cũng như là cả câu hỏi là cái chủ đề đó và cái câu trả lời trong cái vấn đề đó nó động lại tốt hơn. Học bé nó sẽ tăng cái tính sáng tạo của học sinh hơn, thì mình có thể ở đây mình có thể chọn là một cái thu là phản biện lại, cho dù ý kiến phản biện của mình nó trái với ý kiến của những viên học cũng sẵn lòng họ ngồi họ tranh luận với mình một cách rất là bình tĩnh và họ rất sẵn lòng làm điều đó, tại vì họ muốn làm cho mình tốt hơn nên họ mình càng hỏi họ càng thích. Tranh luận tiếng Anh mà không đặt ra một cái ngưỡng tiếng Anh để học sinh vào, sự là Fulbright quá tin tưởng học sinh luôn, tại vì thật sự là nó chắc chắn là sẽ thành trở ngại nếu như là tiếng Anh của bạn không tốt. Như là lúc nãy thì chị có một cái chuyên đề nghe về sinh học, thì thật ra chị không có nhiều cái từ tưởng chuyên ngành, từ tưởng chuyên ngành về cái chủ đề đó, nên là nó là một trở ngại với chị. Nhưng mà bởi vì chị cảm thấy là người ta tin chị, người ta cho chị vô cái lớp học như vậy, thì chị nói chị sẽ có động lực để về chị học thêm. Em thì em nghĩ là nếu như bản thân mình mà không có đủ vốn tiếng Anh thì đúng mình không hiểu được đa phần, nhưng mà mình có mọi người ở đây mình có thể hỏi đó. Thật sự là khi mà bước vào cái môi trường như vậy thấy tất cả mọi người đều rất là nhẹ nhàng gần gũi, mình cũng dễ dàng để mà hỏi, mình không có ngại ngùng, thì người ta cũng lại rất là sẵn lòng trả lời lại cho mình hết, cho nên qua đó mình quen thêm bạn rồi mình học thêm từ mới thì cái đó quá hay. Em muốn nói thiệt là hồi nãy học cái sinh học em không có hiểu được nhiều lắm, tại vì là có những cái từ mà em chưa giờ gặp thì lúc đầu cũng hơi nản, tại vì là mình đọc lên mình không hiểu gì trơn á, rồi cũng kiểu chán quá giờ làm cái gì.
Nhưng mà cái xong đó em thấy, tại vì em ngồi cái bé này nên em thấy là bé là rất là hăng hái và hiểu cái em cũng nói là mình không hiểu cũng hơi quê nên em cũng thấy là cũng có một cái gì đó em muốn học thêm nữa là kiểu nó nghe có môi trường đúng không? Chứ nó cũng là một cái động lực để em học tiếp nữa, tức là để em tìm về lại tìm hiểu coi là hôm nay cô nói gì vậy rồi. Thì cái giới hạn của ngành em khi bỏ ra thì em thấy nó có hai mặt, thì mặt về mặt tiêu cực ấy, thì nó có thể là một sự mạo hiểm. Em có biết em đã gặp những người mà họ gặp vấn đề rất lớn về tiếng Anh, mặc dù mình sống ở môi trường là tiếng Anh rất nhiều, là tại vì đó là môi trường trường học, mà khi mình ra ngoài mình sẽ tiếp xúc được với những người mà họ khó khăn học tiếng Anh rất nhiều. Nhưng mà khi mà FUV làm vậy thì học sinh đâu có phải là chỉ có một mình học sinh tự làm tự gánh và tự học đâu, học sinh còn những người thầy, những người bạn xung quanh mình. Mà em nghĩ là đặc biệt là những người thầy họ rất sẵn lòng chỉ hướng dẫn cách học tiếng Anh cho những người học sinh đó, và thậm chí nếu cách đó mà không được, học sinh cũng có thể gặp trực tiếp riêng từng người một và hỏi làm sao mà để học những thuật ngữ tiếng Anh trong chuyên ngành này như thế nào để mà nhanh, để mà dễ hiểu. Thì em nghĩ là các diễn viên FUV sẽ không ngừng lại làm việc đó, giúp học sinh tiến bộ hơn. Tại vì FUV ban đầu đã đặt ra mục tiêu là học sinh là trọng tâm của chương trình của Việt Nam. Em suy nghĩ là FUV là một mô hình mới và thách thức đối với là học sinh Việt Nam. Nhưng mà đó cũng là mở ra một cơ hội cho học sinh Việt Nam bước ra ngoài thế giới. Khi mà bạn học trong FUV thì bạn có một cái môi trường gần nhất với thế giới bên ngoài để được học tiếng Anh, được tiếp xúc với cái kiến thức gọi là cập nhật nhất, được gặp những người thầy tận tâm nhất và những người bạn gọi là rất là năng động. Thì đó là những cái môi trường mà đã tạo cho mình động lực để mà mình học. Và mình nghĩ FUV là một cái điều tuyệt vời, một sự thay đổi cho nền giáo dục Việt Nam. Thế thì FUV không phải là một mô hình mới với giáo dục trong nước, mà với Việt Nam như là một cái cú hích vậy. Thì chị rất là hy vọng là FUV có thể là cái một cái khởi đầu trong một cái nền giáo dục mà chú trọng là tư duy của học sinh, không phải chỉ là kiến thức. Em thấy ban đầu khi em biết cái FUV thì bất ngờ, bởi vì là cái tiêu chí học sinh của FUV là nó khác khi mà không cần xét tới điểm số của mình rồi hay là trình độ tiếng Anh, thì nó khá là, nói chung là thử thách mà hiểu với FUV tí mới kiểu, nhưng mà nó tạo nên cho học sinh cái cơ hội là thật sự thì có những người ta không giỏi tiếng Anh nhưng mà người ta giỏi những cái khác. Nó tạo điều kiện cho tất cả mọi người có khả năng phát triển đúng không? Thì lần đầu khi mà em vô cái một cái sự kiện của FUV em cũng hơi lo, tại giống như kiểu đây là một cái trường thì mình cũng phải lịch sự rồi đàng hoàng rồi phải giữ ý tứ, rồi nói chung em cũng hơi căng thẳng. Thì cái xong đó em sau một cái buổi đó thì em thấy nó rất là thoải mái, vì cái mọi người ở đó đều gần gũi và bây giờ muốn gọi chuyện cho mình rồi, và có một cái là muốn nói chuyện với mình chứ không phải là dạng kiểu như giáo viên hay thường thấy là họ không có thật sự là muốn tiếp xúc với học sinh nhiều á. Thì FUV nó tạo một cái môi trường với một cái không khí nó rất là thoải mái á và vui vẻ để cho mình. Bây giờ đây cũng là một bước đầu. Mình có bổ sung thêm một ý của mình nữa. Là hồi nãy mình có cơ hội được ngồi với một thầy là giám đốc học thuật bên FUV. Thì mình thấy FUV nó là một cái điểm mà mình đang cần. Bởi vì lúc đầu hồi kia mình học cấp 3 thì mình cứ suy nghĩ là trở thành một kỹ sư thì mình chỉ cắm đầu học thôi. Mình không có những kiến thức xã hội, không có những kiến thức về kinh tế, làm sao sau này mình bước ra ngoài mình sống được. Nhưng mà nếu mà mình lại suy nghĩ là ví dụ như mình qua một trường kinh tế thì mình chỉ có những kiến thức về kinh tế thôi, mình không có đủ những cái kiến thức sau, kiến thức về mảng khoa học. Nhưng FUV thì nó lại gặp chung hai cái đó được, nó lại gặp chung hai cái mà mình cần. Nó là vừa
một cái kết hợp giữa liberal arts và cái engineering thì nó là một cái điểm mà mình cần và mình cái nó rất là phù hợp với mình, rất là cần phù hợp với hiện tại của mình. Đó là một điểm mình đang thực tiễn. FUV là một bài học mới ở Việt Nam và chắc chắn sự xuất hiện của FUV sẽ là một cột mốc đối với nền giáo dục Việt Nam và sẽ các bài học khác của Việt Nam sẽ phải thay đổi. Và tất nhiên FUV mới và cái gì mới cũng sẽ vấp phải những sự khó khăn và về cả về xã hội và kinh tế, giống như một số phụ huynh bây giờ cũng suy nghĩ là học giỏi là phải lúc nào cũng học và được điểm số cao, nhưng suy nghĩ đó lại đâu được, không phải là đúng khi mà phải FUV thì đó là một trong những khó khăn. Nhưng mà sự đổi mới của FUV sẽ cũng nhận được nhiều cái ủng hộ, tại vì chúng ta hãy thấy là mới xuất hiện ở Việt Nam không một thời gian không lâu mà đi có các vùng miền, học sinh và cả phụ huynh đều đã ủng hộ rất là nhiệt tình, nên em nghĩ FUV sẽ phát triển